Ichikami là sản phẩm của thương hiệu Prosi, một trong những hãng hóa mỹ phẩm số 1 của Nhật Bản. Dầu gội Ichikami gồm 3 dòng sản phẩm, dòng xuân mượt và dòng phục hồi. Và dòng màu tím mẫu mới 2020, nào cùng seeltsmart.vn tìm hiểu các dòng dầu gội Ichikami Nhật hiện hành nhé. Dầu gội Ichikami màu đen trắng suông mượt tóc. Thành phần: gạo đỏ, gạo lứt và cỏ Nhật. Đây là những thảo mộc thiên nhiên từ xưa đã được người Nhật sử dụng để làm đẹp và được công nghệ tiên tiến chứng minh có khả năng dưỡng tóc hiệu quả. Sử dụng sức mạnh của gạo đỏ Ichikami không chỉ giúp phục hồi mái tóc bị hư tổn mà còn bảo vệ mái tóc khỏi những yếu tố gây hại bên ngoài. Bên cạnh đó, dưỡng chất được chiết xuất từ cỏ non Nhật Bản bổ sung có tác dụng làm cho mái tóc trở nên óng ả, suôn mượt hơn, đồng thời còn bảo vệ mái tóc và da đầu của bạn trước những tác nhân bên ngoài như nhiệt độ cao, ô nhiễm không khí tia từ ngoại, hương hoa anh đào dịu nhẹ, rất dễ chịu. Dầu gội Ichikami màu cam phục hồi tóc hư tổn. Kem chiết xuất quả mơ giúp giữ ẩm, chống tác hại của tia cực tím với tóc. Chiết xuất hoa camellia tăng độ ẩm cho da đầu, giữ ẩm cho tóc và da đầu, cho mái tóc mềm mượt không bị sơ rối. Sử dụng cùng dầu xả dưỡng ẩm cho hiệu quả tối đa. Hương quả mơ ngọt lị giống như kẹo, sao sao siêu khuyến mãi còn 199.000 đồng. Điểm đặc biệt của dòng dầu gội này là hoàn toàn từ thiên nhiên và không có silicon, chất tạo cảm giác ảo làm mượt. Bộ dầu gội Ichikami màu hồng, bộ dầu gội Ichikami hồng với vô số bọt nhỏ li ti làm sạch tự nhiên và bảo vệ tóc khỏi những ma sát khi gội đầu. Chăm sóc từng sợi tóc từ chân đến ngọn, các thành phần tự nhiên trong dầu gội sẽ bổ sung lượng nước bị mất đi do các hư tổn, giúp duy trì độ ẩm cho mái tóc. Sao sao siêu khuyến mãi còn 199.000 đồng. Thành phần dầu gội Ichikami hồng chứa những thành phần dưỡng chất tự nhiên từ các loài thực vật nên đảm bảo sự an toàn và thân thiện với người sử dụng, không gây kích ứng với da đầu. Cách sử dụng dầu gội cộng xả Ichikami tương tự các loại khác với lượng dưỡng chất rất cao như vậy, nên tùy vào loại tóc mà lựa chọn dòng thích hợp. Đối với tóc gãy rụng nhưng không quá khô, sơ và hư tổn nên dùng dòng suôn mượt màu đen. Còn với tóc quá hư tổn nên dùng loại màu cam phục hồi, vì là dầu gội dưỡng chất thiên nhiên với cung cấp nhiều độ ẩm, nên tốt nhất là sử dụng hàng ngày, đặc biệt với da đầu dầu, sau khi chơi thể thao hay vận động mạnh thì nên gội đầu ngay. Dòng dầu gội Ichikami bao gồm dầu gội, dầu xả, mặt nạ tóc giống dầu hấp tóc và xịt dưỡng. Theo mình, tóc không quá hư tổn thì nên dùng dầu gội và dầu xả thì kết quả mang lại đã quá tuyệt vời rồi. Bộ Ichikami giá bao nhiêu, mua ở đâu? Hơi chát một tí so với các dòng dầu gội thông dụng trên thị trường, khoảng 350.000 đồng cặp 2 chai 530ml một chai, sử dụng được khoảng 4-5 tháng. Tuy nhiên, chất lượng hoàn toàn xứng đáng, có chai nhỏ nữa mà mình không biết chắc chắn giá. Có thể mua ở các siêu thị Nhật Bản, Aeon, Guardian hay Medicare đều có nhé.